Con Ngân rất dễ sầu. Con Ngân cặp bồ với thằng Thuận. Nhà thằng Thuận giàu lắm, nhưng con Ngân yêu thằng Thuận thật lòng chứ không phải vì của cải. Gia đình thằng Thuận không muốn con Ngân yêu con của họ. Con Ngân sầu và tìm mọi cách để níu kéo, vì nó thực sự yêu bằng cả trái tim của mình. Không có thằng Thuận, nó sẽ không thể nào sống được. Rồi mẹ thằng Thuận tới gặp con Ngân, đưa cho con Ngân 200 triệu và muốn con Ngân rời xa thằng Thuận. Con Ngân đồng ý liền. Con Ngân thấy tình yêu của mình chưa thực sự chín chắn. Con Ngân thấy lời khuyên của mẹ thằng Thuận vô cùng hợp lý. Con Ngân nhận ra nó chỉ xem thằng Thuận là anh em. Con Ngân mua sầu riêng ăn mừng vì mình đã hết sầu. Con Ngân rất dễ sầu. Con Ngân có chồng, chồng đi làm. Con Ngân ở nhà lo chuyện nhà cửa cơm nước, bù đầu bù cổ với công việc nhà, rồi con cái, nằm ngủ cũng không có thời gian. Chồng thì đi làm về rồi ngủ, làm như cái việc chăm nhà chăm con là trách nhiệm của một mình con Ngân vậy đó. Con Ngân sầu, con Ngân thấy tủi thân, con Ngân hối hận khi lấy chồng, con Ngân xì trét, con Ngân đăng lên mạng xã hội để xả. Rồi tới ngày chồng lãnh lương, chồng thấy cục tiền lương vô mặt con Ngân, đưa cho con Ngân giữ hết. Con Ngân thấy hết sầu. Con Ngân thấy việc nhà, việc cửa, con cái là bổn phận mà mình phải làm. Con Ngân thấy yêu chồng và lấy chồng là điều đúng đắn nhất. Con Ngân xóa bài đăng bữa trước và úp hình vợ chồng hạnh phúc. Con Ngân ăn mừng mình đã hết sầu bằng cách mua bánh crepe sầu riêng bên Chính Sạch để tự thưởng cho bản thân. Bánh bên nhà Chính Sạch sử dụng sầu loại 1, ri sáo chất lượng, sầu tươi không pha trộn, muối sầu được lựa chọn kỹ lưỡng, có sớ luôn nè. Con Ngân cắn một miếng bánh, thấy nó béo, nó thơm, y như cắn miếng sầu riêng thật vậy đó. Con Ngân an tâm khi ăn bánh bên Chính Sạch vì đã được chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Con Ngân thấy hết sầu ngang xương luôn. Sau những lần sầu rồi hết sầu, rồi lại sầu, rồi lại hết sầu, con Ngân nhận ra vật chất có thể làm cho nó hết sầu, nhưng chỉ là tạm bợ. Không phải hết vật chất, hết tiền thì nó lại sầu nữa đó thay. Chỉ khi con Ngân có được tình yêu và sự quan tâm thực thụ thì nó mới hết sầu thôi à. Còn không thì chỉ có cách cắt đôi nỗi sầu thôi. Cánh đôi nỗi sầu, em buông tay cánh đôi nỗi sầu.